Good morning. Thank you, dog. Baby boy. Happy birthday. Baby boy. Chào cô chú đi bà kia. Chào cô chú đi. Hôm nay là sinh nhật của ba ghét. Đây là lúc mà mình sẽ chải lông cho em. Em trai nhà mình. Bởi vì hôm nay là sinh nhật cho nên là em của mình phải sạch sẽ đẹp đẽ. Sau đó chúng ta sẽ xịt thuốc chống ghẻ lên. Xịt lên. Nhắm mắt lại. Xịt lên mặt bây giờ. Khi xịt xong thì mình sẽ chải lông ngược lên. Mọi người đã thấy là lông, mấy cái lông chết nó ra rất là nhiều. Hôm nay em phải đẹp trai nghe chưa ba két. Con trai quay mặt ở đây. Quay mặt ra ống kính khán giả nè. Nè, chải đầu sao? Chải lông sao? Diễn đi. Mình chải ngược lên một lúc thì mấy cái lông chết nó sẽ ra trên cái lược. Và khi mà xịt cái thuốc này lên thì nó sẽ giúp cho những cái con bọ nó sẽ nhảy ra khỏi người của cún mình. Rồi, bây giờ mình sẽ chải cho ngược lại. Đó, mọi người sẽ thấy lông của baguette không quá là dài, không quá là ngắn. Ở trên đây nó dài nhưng mà mọi người thấy là ở dưới bụng của nó là không có một miếng lông nào hết. Con trai đây. Sau khi chải lông xong thì mình sẽ mặc một bộ đồ thật là đẹp cho baguette nè. Come on. Mặc đồ một tay thật là khó đó con à. Yeah. Đây là bộ đồ đôi cánh, cái bộ đồ đẹp nhất của baguette đó. Nay sinh nhật cho nên sẽ mặc cho baguette nha. Quay đây coi. Đứng lên biểu diễn một vòng coi. Thì trai rồi. Và sau khi mặc đồ xong rồi thì mình sẽ xịt thơm cho baguette. Đây là chai xịt miệng của baguette. Tại vì phải đẹp từ trong ra ngoài mà đúng không? Thế nên chúng ta sẽ xịt ba phân. Rồi, bây giờ bà ghét đã đẹp trai rồi. Mình sẽ làm tiệc sinh nhật cho bà ghét thôi. Yeah. Bây giờ mình đang đi mua bánh sinh nhật cho bà ghét. Và ở Vinhome có rất là nhiều chỗ bán bánh. Và bây giờ mình phải đi từng chỗ một xem có cái bánh nào hình bà ghét không. Mọi người hãy chờ xem nhé. Trong cái khu này
Đây là khu công viên. Và trong này có rất là nhiều shop, như là nhà hàng và cửa hàng tiện lợi. Và mình phải đi một đoạn hơi là xa, hơi xa. Đúng không Daddy? Mình đang đứng trước cửa tiệm Paris Baguette. Đây là tên của baguette. Mọi người đi vào nhé. Trời ơi, mình muốn mua cái bánh mì nhỏ, tại sao nó lại dài như vậy chứ? Mình phải mua hay là bánh bông lan. Đã vừa tròn 1 tuổi. Thì tính theo tuổi người thì bây giờ Baguette là còn một con chó nhỏ. Tính theo tuổi người thì bây giờ Baguette đã 15 tuổi rồi. 14 hay 15 ta? 14, 15 ấy. Thì tức là bây giờ Baguette đã là một teenage boy rồi, chứ không còn là một baby boy nữa. Tức là sau này mình, nếu mà mình có thay đồ hoặc là mình có tắm rửa thì không được cho Baguette thấy. Mọi người hiểu không? Thì Baguette đã là teenage rồi. Thì nhớ vào ngày này năm ngoái, thì đúng 1 năm về trước, thì lúc đó Baguette mới sinh ra đời. Tuy nhiên thì Baguette vẫn chưa được về nhà đâu, phải đợi đúng 3 tháng, chích ngừa đầy đủ, rồi đợi cho Baguette cứng cáp hơn, uống sữa mẹ đầy đủ hơn. Thì khoảng 3 tháng sau thì mình mới được rước Baguette về nhà. Thì lúc Baguette mới về, Baguette mới có 3 tháng tuổi và Baguette rất là nhỏ. Và lúc đó Baguette đã ăn được hạt cứng. Và mình đã phải nhớ là suốt 1 tháng mình phải thức đêm rồi dậy sớm. Tại vì Baguette hay đi tè buổi đêm nè. Rồi vào sáng sớm nè, mình phải ra khỏi giường và bế Baguette xuống dưới cái thảm là để đi toilet dành cho Baguette đấy. Và mình phải ngồi đó chờ. Và mình phải tạo ra những cái âm thanh để mà Baguette đi toilet. Đúng không con? Hả? Đúng không? À, bây giờ Baguette đã được 1 tuổi rồi. Và nhìn mặt cũng khá là người lớn rồi, chứ không có còn là con nít giống như là hồi xưa nữa. Mọi người có thể xem lại những cái bức hình của Baguette và lúc 3 tháng tuổi ở trên Instagram của Baguette đó. Instagram của Baguette là Baguette Hua Hua. Tức là giống này là giống chim Hua Hua. Chị quá à. Đúng không? Sao con muốn đi đâu? Chưa quay xong à? Bởi vì Baguette là giống Chihuahua cho nên là lúc nào cũng rung cầm cập nè. Rồi thứ hai là rất là sợ người nè. Giống như là con người mình là những cái người rất là cao to, mà đối với Baguette thì rất là nhỏ. Cho nên là mỗi lần mình lại gần thì Baguette sẽ chạy trốn mất tiêu. Điều thứ ba mà Baguette sợ nhất chính là hài nhất đó chính là mỗi lần mà mình kêu một con Chihuahua lại thì nó không bao giờ lại với mình đâu, nó sẽ chạy mất dép đâu. Mình phải rượt đuổi rất là nhiều lần thì mới bắt được về. Và nhưng mà ai nói Chihuahua không có tình cảm là không có đúng nha. Điều thứ tư là Chihuahua rất là tình cảm, đặc biệt là Baguette. Nếu mà Baguette mà làm gì tạo nên lỗi lầm á, thì nó sẽ biết và nó sẽ trốn mất tiêu. Sau đó thì nó thấy mình ngồi ở đâu, nó sẽ mon men ra, nó đưa cái đầu ra, nó dụi và nó nằm lên người mình, kiểu giống như là để tội tạ lỗi vậy đó, đúng không? Và giống như biết bao những con chó khác, điều số 5, Baguette rất là ham ăn. Nếu mà là đúng đồ ăn của nó yêu thích thì nó sẽ ăn trong vòng một nốt nhạc.
Điều thứ sáu đó là baguette có thể ăn được trái cây nhưng mà không có thích ăn rau. Baguette có thể ăn được sầu riêng nè, xoài nè, măng cụt nè, những cái loại trái cây mềm mềm mà có nước thì nó rất là thích ăn. Điều thứ bảy là baguette rất là thích ăn thịt gà, đặc biệt là gà áp chảo, áp trên chảo mà có phô mai nữa. Baguette rất là thích. Và hôm nay là sinh nhật của baguette nên baguette sẽ được ăn thỏa thích bất kỳ thứ gì. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, baguette. Thổi nến đi con, ướt đi. Ướt cái gì đi, ướt đi. Ướt gì, thổi đi. Thổi nến không, thổi không. Con không ướt gì hả? Có ướt năm sau con có bạn gái không? Không hả? Thổi nến đi con, thổi nến. Thổi, 1, 2, 3. Nè, coi trong này có gì nè. Cái gì đây? Đây cái gì đây? Cái gì đây? Thích không? Thích không? Ăn không? Trời, nhiều đồ ăn quá nè. Ăn không? Đây này. Wow, một cái bánh baguette có rất là nhiều đồ ăn của baguette. Lên đây ăn không? Lên đây ăn. Ủa, thương quá nè, thích quá nè, yêu quá nè. Trời đất ơi, hồi nãy kêu thì không lên, bây giờ mình đi thì nó lại lên ăn. Trời đất ơi, coi kìa. Trời cha. Ăn sinh nhật hả con? Ăn sinh nhật hả? Bây giờ ăn đi, ăn thoải mái đi. Ủa ngại ngùng lắm không? Cái tủ chihuahua này nó đẻo lắm cơ. Tha đồ ăn đi, nó giấu đó. Ủa giời ơi, thấy mình lại nó đem ra chỗ khác, không cho mình ăn. Rồi sao nữa? Rồi đó, ăn như hạng đồ vậy. Đưa cái mặt đây. Nào, xem nào con trai.